nội địa Sài Gòn, mình tiếp tục giới thiệu đến em dàn nội địa Victor Model Z11WMD, dàn cao cấp của Victor, thiết kế kiểu dáng size gấp rưỡi một dàn mini bình thường anh em ha. Loa đặc biệt nó loa 3 đường tiếng, bass, trap và siêu trap ha. Siêu trap này là thật anh nghe rất là chi tiết và tách bạch anh em ha. Loa bass bằng carbon miền cao su, còn rất là bền ha. Trap giấy còn nguyên zin, còn giấy còn màu rất là tươi ha, không ố không gì hết. Tổng thể dàn còn rất là đẹp, bóng loáng luôn. Thiết kế các mặt ốp mica, các nút nhấn volume còn bóng loáng anh em ha. Vận chuyển thì có cấn nhẹ nhẹ, những cái góc không ảnh hưởng đến mặt tiền lắm. Dàn hoạt động hoàn hảo, đọc CD tốt nè, rồi có FM full tần số và có AUX nhập từ điện thoại máy tính hoặc gắn USB Bluetooth. Đặc biệt dàn này có dàn mã quang anh em ha. Đây là bản nâng cấp của dàn Z7. Z7 thì loa 2 đường tiếng và không có dàn mã quang ha. Chất âm 3 đường tiếng thì chi tiết tách bạch vô cùng. Rất là bén anh em ha, rất là bén. Victor này thì âm bass nó rất là trầm, rất là ấm ha. Loa 4 ohm, một thùng nó là 35W thì một cặp nó là 70W. Nó chơi tốt cái thể loại nhạc luôn. Rồi, em qua chức năng FM nha, nhanh. Đây, 5.6 anh em ạ, bắt đài rất là rõ. Anh em bấm nút down up ở đây để tăng giảm tần số dò đài ha. Rồi chuyển máy qua chế độ AUX thì nó hai chế độ ha. Một là AUX 0 này thì là nghe nhạc từ điện thoại máy tính hoặc là gắn Bluetooth qua jack RCA. Bấm nữa thì nó chuyển qua AUX Digital, nó chuyển là dàn máy quang ha. Rồi mình test dàn máy quang cho anh em nghe thử nha. Nhạc trên YouTube ha. Tìm cái remote. Rồi mở nhạc trên TV xuống ha. Dàn máy quang thì chất âm nó cũng tương đương với CD nè, rất là hay. Các loa này ốp inox bóng loáng thì rất là đẹp anh em ạ. Phía sau loa còn rất là đẹp luôn, cái này dây nó bị cắt ngắn mình nối lại ha. Sau này dán luôn thì rất là đẹp, rất là sang. Mộng xưa khó ốp nhẹ đây ha. Biết nhau chiều hôm nay xin nhớ mãi. Lưới loa đầy đủ nha, dòng này thì lưới loa số có địa rất là sơ nè, không có nhiều, không có xấu lắm. Tâm tư bâng khuâng nghe chiều biệt ly theo khuất nẻo người đi. Khi tôi đưa chân người tôi mến tạm xa biệt kinh thành. Những dàn đẹp như thế này thì trưng bày cũng rất là sang trọng luôn anh em ha. Chất âm thì rất là hay. Nhạc từ YouTube xuống là chức năng anh em dùng rất là nhiều. Tại giờ anh em nào cũng có internet và anh em nào cũng có smart TV hết. Nhìn máy quang nghe rất là tiện lợi ha. Rồi theo chức năng AUX bình thường, nghe nhắc RCA, mình có nói máy tính nó biết sao ha. Sao sống vô tư hay mộng mơ nhiều, nhìn em đi qua cuối xóm làn tóc mây bay mà ửng hồng. Chiều nay theo em anh bước bước bên em trên con đường làng, nhìn em anh như muốn nói này cô bé kia chờ anh đi cùng. Mình đã xong cái dàn nội địa Victor.
Victor Modern Z11WMD, đầy đủ chức năng cơ cao cấp và cơ bản như là CD, có AUX nghe nhạc từ điện thoại máy tính hoặc là mình gắn USB Bluetooth, và có AUX Digital nghe máy quang nghe nhạc từ Smart TV. Dàn 3 đường tiếng nên chất âm rất là chi tiết và tách bạch anh em ha. Format bằng carbon mình cao su, âm trầm rất là hay và rất là ngọt. Ngoại hình còn đẹp, trưng bày và sưu tầm rất phù hợp luôn. Anh em mua về lòng liên hệ mình 0981333246. Anh em đăng ký kênh nhấn nút thông báo bên phải video, nói chung những video mới nhất từ kênh của mình nhé. Hẹn gặp lại anh em.